cho mượn tiền chồng răng, mượn tiền chồng răng, nãy lỡ đi quay, nãy lỡ đi quay rồi trúng mẻ cái răng. Ngày hôm nay Steven là lần đầu tiên livestream cho chương trình thì bắt buộc phải làm thủ tục đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gọi điện thoại cho một ai đó. Steven sẵn sàng chưa? Tôi biết gọi cho ai bây giờ, sẵn sàng rồi. Gọi cho nhưng ai? Mà biết gọi cho ai vậy? Gọi điện cho Khả Như. Chị Như hả? Khả Như đi, bởi vì mọi người rất là tò mò về mối quan hệ ở trong phim nha. Ôi. Của anh Vi Long và chị Khả Hân. Đó. Thì cứ coi phim đi rồi biết. Thì chắc chắn là phim là phải coi rồi, bởi vì đang tin top trending và rất là hot rồi. Nhưng mà ngoài đời thì sẽ như thế nào? Trời ơi, con gọi bây giờ không biết chị có đang đi làm không á. Thì chị đang đi làm cũng gọi được, hỏi thăm chị. Chị đang đi làm gọi không, không chị chửi nữa. Trời ơi, sao tự nhiên kêu chị chửi, chị nhớ là chị Như hiền lắm mà. Giỡn thôi chứ chị Như cũng hiền thiệt. Chắc lát bật la nhỏ trước nha. Bật lớn luôn, bật lớn luôn. Rồi, bây giờ bật ra ngoài. Gọi đi, gọi đi. Không có nhắn trước nha. Biết rồi, đang kiếm số điện thoại. Lưu tên là gì vậy? Hả? Lưu tên thì là chị gì? Như thôi. Chị Như à? Sao màn hình tối đen vậy? Chống nhìn chợ mà, trời ơi, tôi tính hết rồi. Gọi nha. Alo em hả? Em gì? Alo. Alo em hả? Mày điên nè. Thấy chưa? Alo. Alo em nè, em nè, em nghe nè. Em nghe nè thì được, em hả em? Em nói lộn. Em nói lộn kỳ vậy em? Dạ. Ủa gì vậy em? Dạ chị đang rảnh đâu chị? Chị đang đi quay. Ủa chị đang đi quay hả? Có phiền chưa vậy? Chị đang thay đồ, được. Rồi chị đang hay độ nữa. Thôi, không, bây giờ em nói lẹ. Chị giúp em được không chị? Chị giúp cái em. Gì ông nội? Giúp gì? Chị giúp em cái này được không thiệt? Cái này là cái gì? Cho mượn tiền chồng răng. Cái gì? Mượn tiền chồng răng. Cái gì? Nãy lỡ đi quay. Động. Nãy lỡ đi quay rồi trúng mẻ cái răng mới làm giờ không có tiền. Chồng răng sao cười dữ vậy má? Hả? À, cho em mượn tiền chồng răng không? Nói thiệt. Chồng răng nó có nhiêu tiền đâu mà mượn. Thiệt hết tiền rồi. Sao hết tiền? Trời ơi, tao hết tiền tao mới mượn chứ, khơi khơi tao đi mượn chị. Điện mượn tiền chị, trời. Mà chị cho em mượn được không? Chị giúp em được không? Giúp em một vé đi. Điên á. Trời ơi, khúc này giỡn hay vậy? Không có giỡn thiệt. Cái gì? Chị cho em mượn được không? 100 triệu. Mày trồng văn vàng hay gì 100 triệu mày điên hả? Thiệt. Trời ơi, chị tính đi. Cỡ 10 triệu cái răng rồi. Chị em nói chị nghe, 10 triệu cái răng. Ủa em gãy miếng nào? Không, em không có kiểu ngân hàng, em mẹ một cái thôi nhưng mà em làm cho đồng bộ hiểu không? Giờ bây giờ đi ra làm một cái khác là nó bị lệch. Ủa bé ơi, ví dụ em gãy một cây thì em làm một cây thôi chứ em gãy một cây mà em làm nguyên hàng em bị điên hả? Trời ơi, làm một cây nó bị lệch chị ơi. Lệch cái gì? Em bây giờ nha tỷ người ta đo màu cho em làm lại, em liên hệ lên chứ mỗi năm đi nó làm cho em số tiền luôn á. Thôi nói thiệt. Không, bây giờ không, mà bây giờ chị có cho em mượn 100 triệu không? Trời ơi, em ơi, gần Tết tới nơi mượn 100 triệu rồi chừng nào anh trả. Trời ơi, trời, chị em với nhau mà chị sao từ từ thì em có tiền em trả chị. Chị em đâu mới ngại cho mượn tiền á, cho mượn tiền mất mình chị em rồi sao trời. Trời không có đâu, trời chị giàu nhất nhì showbiz ai không biết, trời 100 triệu. Ai đồn. Như con bò rất cộng lông thôi mà. Cái gì con bò này rất cộng lông. Không điên, ai đồn, không có nhạo. Trời ơi, bữa giờ báo chí đi, ầm, đùng đùng, đùng đùng. Trời ơi, báo cô, báo cậu đó, có đâu. Nhưng mà cuối cùng bây giờ chị có cho em mượn 100 triệu không? Bây giờ chị cho em tiền, em chám lại cái răng, em đừng có nói điên, nói cùng với chị, đừng có được kiếm chị được. Chị đi quay, chị đã quá vất vả rồi. Ủa, vậy là chị không cho em mượn thiệt luôn à? Ủa,
của em ơi, giờ chị cho em mượn chị mới bị điên đó. Còn cái động cơ mượn tiền của em nó rất là vô lý rồi. Cộng thêm cái chuyện mà em mẻ có một cây lan mà em trồng lại nguyên hạt, nó rất là hoang đường. Chị làm cho em thì chị bị điên nên phân biệt cho em. Rồi, tôi biết chị như thế nào rồi. Rồi, tôi biết chị thế nào rồi. Chị thế nào, chị rất là đàng hoàng, tinh tế, chị luôn tỉnh táo. Chị với em bị điên hả? Chút nữa về em mời chị đi ăn được chưa? Mà chị đi ăn làm gì, chị đâu có nhu cầu đi ăn với em. Trời. Đó, nói chị đi quay mà mắc gì thì chị phải đi ăn với em. Nói em tình... mời chị đi ăn là em phải nói là chị ơi, ngày hôm nay chị có rảnh không, chị có vấn đề, chị có bận đi quay gì không, em mời chị còn suy nghĩ lại chứ em đừng có nói được chưa. Chị, tình cảm chị em mình đang đi lên dữ lắm á. Em ơi, chị chưa bao giờ muốn đi lên với em hết trơn á. Chị chỉ muốn vui vẻ hòa đồng thôi, chị không muốn đi lên với ai hết á. Được. Rồi, để em đi mượn người khác. Ủa em ơi, em đừng có đi mượn người khác, trong trường ta đánh em chứ. Dạ được rồi, nãy giờ em giỡn với chị thôi chị ơi. Đừng có chửi em nữa. Nãy giờ chương trình giỡn thôi. Chương mặt showbiz thôi. Chương mặt showbiz bắt em gọi cho chị hỏi vậy đó. Em ơi, nãy giờ chị chú chửi thề không em ơi. Không có, chị rất là nền nã, chị rất là duyên dáng, dễ thương, đáng yêu. Em chương trình gì bác? Chương mặt showbiz. Khánh Nhi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có xem phim mặt tương ít nha. Nãy giờ chỉ là chết cái tinh thôi, vui vẻ thôi mọi người ạ. Thật sự thì đều rất là quý Steven, mà chưa bao giờ đặt nợ Steven hết. Mình làm, nãy giờ là một tiết mục thôi đúng không? À, nãy giờ là một tiểu phẩm vui vẻ. Đúng, một tiểu phẩm thôi. Cảm ơn chị Khánh Như. Có MC ngồi kế bên. MC tên gì vậy? Hello chị Khánh Như, em là Thanh Thanh Huyền ở chương trình gương mặt show bay của bác Thanh Huyền. Em ơi, nãy giờ là chị giỡn á, chị không có mất lịch sự gì đâu. Bạn bè mượn tiền chị cho mượn hết, chứ chị không chửi bạn bị điên đâu nha em. Em không biết, nhưng mà sao mở đầu cuộc gọi thấy Steven xưng em với chị đó. Gọi chị là em đó. Thì các bạn khán giả đang đặt ra nghi vấn là phim giả tình thật đó. Thôi, chọc chị thôi. Nói đẹp nên em kêu chị đất làm đúng không? Đừng có nói nữa, chị chửi, đừng có nói nữa. Thôi chúc vui vẻ hạnh phúc, mai mốt đừng lôi chị ra bàn cao trầu, tao hay chửi mà gọi thân chi chị không biết nữa. Chúc mừng năm mới chị, ba chị, cảm ơn chị. Chúc mừng năm mới hai đứa. Khánh Như xin gửi lời chào đến quý vị khán giả, xin chào và hẹn gặp lại. Chị ơi, hết sóng live stream rồi chị ơi. Rồi, bye bye nha chị, cảm ơn chị. Trời ơi, mượn người ta thì mượn người ta chừng 10 triệu thôi. Mượn gì 100 triệu, ai mà tin. Thì mượn gì nó mới có drama chứ trời. Mượn 10 triệu là chỉ cho mượn liền rồi. Mà lý do cũng củ chuối nữa. Em bị mẻ răng, em trồng nguyên hàm. Ai làm lại với em? Không được nha, không được như vậy nha, rút kinh nghiệm. Tại vì là đây là lần đầu tiên mà Steven lên chương trình gương mặt showbiz nên còn rất là nhiều bỡ ngỡ như các bạn. Hứa hẹn là lần sau cuộc gọi sẽ chất lượng hơn và drama hơn. Giống trời, cuộc gọi vậy chưa chịu chất lượng. Chưa hề drama nha. Cống hiến nguyên một tiểu phẩm luôn. Phải theo dõi những cái chương trình gương mặt showbiz của báo Thanh Niên sẽ có những cuộc gọi rất drama, rất vui.